có tác đang à, bự bự mình thấy đúng không? Ừ. Nó y gan mấy con sùng vậy đó, sùng ấy vậy á. Dắt dắt. Ừ, dắt rồi á, y gan nó vậy. Dắt. Cho anh nhìn lắm. Trời trời, ra ngoài đồng mà có dịch sợ. Ủa coi, luộc xả. Trời ơi, trời ơi, dao mà đứa này chi nữa. Đúng không? Mà trúng vậy. Không qua hịch, tao qua hịch, cái này cái nước như là uống rồi tới giờ. Trời ba bịch hơi bị nhiều quá. Rồi lấy chiếc đũa hay. Lên Tân Hồng trước, mình đang chạy sau, giờ mình đi lạc đường. Vô đây, vô tới bụi tre. Hạ được con cò nha các bạn. Nãy giờ hai ba con mới bắn được con. Mấy con kia chó sủa. Ok. Đây. Đây nha mấy bạn. Đó. Cò nó đậu đó. Đang cò ngủ. Từ trên đây cò nha các bạn, đây con thứ hai các bạn, mới sinh mà cô vô lụm con cò thứ hai. Dạ. À vậy hả con? Bởi tôi sợ không gì trơn á, chứ dạ. Bắn chứ không ai nói gì. Cái gì giờ mình nên chú cảm tôi cũng biết ai lạ quen không? Dạ dạ không sao đâu cô, con hiểu mà. Rồi nha, xin bà cô vô lụm được con cò nha các bạn. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Chú ớt lắm. Thảo dạ dạ. Đây, con cò thứ hai nha các bạn. Tại giờ này mình đi có một mình nè. Nên lên Tân Hồng mà chưa tới Tân Hồng, giờ này được hai con cò nha các bạn. Đó. Chào. Chào các bạn nha. Giờ mình tới địa phận Tân Hồng rồi. Hiện tại ở đây là một con cò. Đây. Giờ mình lội vô đây mình bắn con cò đây. Hai cái đường cũng cỏ dữ. Thấy không mọi người, đó trắng trắng đó. Rồi. Bay luôn rồi mọi người, vừa tới nơi cái nó bay luôn rồi. Không biết là đâu đâu. Ok, đậu ngoài đó rồi nha bạn. À, vậy là mình cũng tới nhà của anh Tùng rồi các bạn. Đây à, được hai chú cò à, Phú thì đang bắn đằng kia. Giờ mình ghé nhà của anh Tùng. Anh Tùng ao cá. Dạ. Đây tới nhà của anh Tùng rồi các bạn. Chồng đi hội chợ. Chạy 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 bển coi phân tích làm sao nặng rồi, cái giống gì giọt gì bển. Mua được gì chưa? Hả? Đi hội chợ mua được gì không? Cũng mua được mấy áo này, mua cái đặc số. Rồi tới nhà anh Tùng hai anh em bày cơm ra ăn luôn nè. Hấp dẫn cho mọi người. Thịt kho. Chân giò nấu nó đủ. Rồi mời cả nhà ăn cơm với hai anh em mình nha. Tân Hồng, Tân Hồng, Đồng Tháp. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi, rốt cuộc cũng tìm được mấy anh em.
tối nay cho ngủ bụi hết. Dân nghe dân ăn vào cái bụi. Bữa trời sáng đêm không bữa à. Đâu ngủ được có tiếng hồ. Ngủ được tiếng hồ. Hôm bữa là không có ngủ. Không có giấc mộng hết trơn hết à. Giờ mấy anh em ra ngoài đồng chuẩn bị nấu nướng nha anh em. Đây, anh Lực có mua cái bọc cắt ra lót. Cò này nhỏ luôn em à. Ừ, nhỏ hết em, đem cò cu ra nhỏ đi. Vũ nó trong đó nó bảy điện Vũ ơi. Đó. Vũ thương mé. Ở trong nó đang cái đèn chớp đỏ 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 là bảy điện á. Anh làm gì anh Lực? Lấy cái cây đó anh đập nó hả? Chút nước đâu rửa trời. Ngâm một dầu hả? Ừ. Nhưng mình xỏ nướng. Ủa không có cây khô sao? Đâu phải nem nướng bình thường mà. Sợ nó hôi dầu. Cao vỏ hả? Cái này mà vừa ra máu đắp vô cái hết trơn. Ngóc vỏ nó ra. Chút góc vỏ. Không có mồi sinh diệp mà không sao. Ăn hết trơn á. Nhìn nó đói sỉnh. Lúc đầu ngay ngại với sỉnh rồi. Trời. Không lấy chừng 2 ly rượu nữa tự chạy xuống đây nè, có tre dưới đây nè Phú. Sao đâu, nước mà đằng quá vậy. Em tính đốt ngoài đó hay vậy? Thôi đốt rồi đây nè, gió nó đi xuống đây gần mấy mương nữa mình tắt luôn. Để mình để cho nó ấm. Thì đó mấy gần chỗ mình nhậu đây nè. Thôi nhậu đây nè. Không mấy đó đó. Thù đá bây giờ. Thì cứ vẽ đi. Dính lại phải không? Ừ. Nhưng mà cái nhỏ phải không? Hay chặt cái đầu quá không? Nè nè em mở cái cốp xe của Long lấy ơi. Quên đó anh Long lấy gì chị cho nó làm cho mà. Kìa. Sau lưng kìa, có cái hộp nè em. Mở cái hộp đó ra lấy cái ống quẹt quấn dây đồng trong đó đó. Cái hộp đó. Cái tay sạc không? Tay chạy. Tay dài à. Sao cứ rửa tay? Hảo. Chị già bắt cho anh nè, mấy con chiều nước hết. Lặng lấy, lặng nó thảo. Cò kìa, hay cò kìa. Sẹt quá.
Rồi lấy đồ quét được đó anh ơi. Cái bậc kia đi rồi. Rồi thấm vô. Thấm vô. Quét đâu? Nè. Đâu? Đâu? Lấy cái hũ cho chú. Ok. Đây cái cày mới được mơ. Sàn nó bớt lửa chứ. Này mình chọn đúng cái điểm này chứ nãy mình đứng dưới ruộng dưới cũng mệt lắm nha. Để thoáng. Ừ. Để thoáng mát luôn. Ý tưởng hay. Sáng không? Ấy da. Đủ mình ý tưởng hay. Nhưng mà xuống ruộng mà ngủ cắn quá mẹ luôn. Rồi được chưa? Được chưa? Quét đi, quét đi, quét đi. Quét trước kia đi. Cái chả cậu quét nha. Lấy cái đồ quét 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 phắn của vợ đem đi quét đâu cả đâu vợ. Tào lao à, cái đó đầu tư riêng à, không có nào đồ của vợ à. Anh này không có đồ ăn cắp của vợ đi, mày kiếm nó dọn đi đám cưới nó kiếm không. Cũng dễ nhớ đi. Wow. À, sau một buổi rồi nãy giờ mấy anh em đi dạo vòng vòng nè anh em. Giờ này nướng rồi nè. Ôi ôi lửa lửa hồng đẹp quá. Lên đèn cho sáng coi. Đây cái cây này cây chả Thảo đang làm món chả nướng cho nóng nè. Cà Mỹ á. Ồ cũng hên là có một chén nước sốt hũ nước sốt quấy quét lên cù nó bóng này nè. Wow. Yes. Quá ngon quá ngon. Là cái hành trình bữa nay là mấy anh em có thể là thức tới sáng luôn hoặc là ai mệt thì ngủ nha, có đem giọng với cái chằng heo đắp nữa. Nãy Thảo đem Thảo đem nguyên cái mùng luôn, mệt luôn. Đem món ngọt cậu ơi, anh đem cái giọng mụn cứng khờ giọng mụn với cái mền để chổng á, đâu có cây nào văng bây giờ, không có cây văng thì nằm xuống cái cây dựng văng hai cái mụn tôi vô ngủ. Ồ giống mụn là đi chăn dịch hay đi đồng bái là ngủ là số vết luôn rồi. Giống mụn đó em đi múc cái bè đó. Đeo theo em ngủ không á. Ừ. Để vô cái bụng. Tôi vô cabin. Chậm anh chơi cò nó hơi hôi. Nào đẻ hả? Nè tỏi này nhé. Tỏi nhé. Tỏi nhé. Con nó nhé. Nhiều lắm mà. Nhiều quá. Thôi đi. Nghe nha. Cầm cho em á. Em cắm cái này. Con này nè. Nó. Nhét rồi nào. Cổ rồi cổ. Cổ rồi cổ chưa quét. Cổ chưa quét. Được không? Đây dù siêu thành phẩm là mấy anh em vô à. Thưởng thức giá. Mấy anh em rất là phái trải nghiệm dân giá nè. Rồi còn gì nữa không? Được. Rồi anh em nào vô bố trí cái chỗ ăn uống mình đi. Có gà có cải gì không? Đâu có thùng đó. Chai à. Rồi mời anh em nha. Mời cả nhà nha. 15 mày chia ra cho 6. 6 hay nhiều? 6. 2 4 6. Dạ. Người uống cái hả? Người uống cái mà. Thôi gót lại luôn đi, uống lại hết rồi. Anh cầm cái đùi. Ít ít thôi. Anh đúng chưa? Anh gầm đùi em thẻo ra. Thấy cái nào. Thử cái đi nè, có ít mà thử cái đi coi. Anh ăn cái gì? Anh muốn cái nào? Cái nào muốn được. Không, tới ông tới đây xây vòng. Canh phải không? Thôi cái này uống luôn. Hết. Không, mình ăn gì mình thẻo cái đấy à. Ồ, giống như gà quán thịt quay quá ha. Về phải ăn gì nè. Nó vừa chín tới gì nè, ăn kiểu nó mới bổ. Mời các bạn nha. Giống như gà thịt quay, dịch quay quá. Trời. Sát xuống anh. Cầm sát xuống. Vô luôn đi, vô luôn đi. Cầm sát xuống. Cầm sát xuống, giặt nó vô kì được. Mạnh không? Không nhẹ mà. Đủ nhẹ đâu có nặng đâu. Thăng cho anh ơi Thảo. Rồi tôi miếng coi. Cái nào, cái đùi. Cái nào cũng được. Cái đùi nó bốc cái nào tôi cắt cái nấy à, ngộ vậy đó. Đùi đi coi. Cái đùi. Đùi ha, đùi. Như mình gọi là ê cái măng ăn cái đùi ha. Các bạn ăn cái đùi á. Ôi anh em phái không khí gì nè, ở nhà không chịu đâu, ra động rồi. Quá ngon. Nóng quá vậy? Đau. 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 Đủ quà nó vuốt quà đau. À, mấy cái giò tôi đâu trời. Mấy cái giò anh chắc khét hết trơn. Còn giò tôi nè. Giò ông mất tiêu hết trơn nằm trong đống đó kìa. Được rồi. Tới ngày em gà ăn gì kìa cưng. Ăn gì anh Phú cắt cho gà. Ăn đầu không? Dạ. Nhỏ mạnh miệng cầm đầu cầm vô. Này phải có kéo bé. Tôi thử cái này cái người ta nào giờ tôi cũng chưa uống cái này nè. Ủa mình có cái kéo mà. Cái có gì? Kéo đó trên cái bệ đó. Trời ơi kéo quen kìa. Trời ơi. Đây lao ra. Đây lao ra. Nó không có mùi. Rửa rồi đem rửa rồi. Rồi. Nó có mùi rượu luôn. Sâm này nó sâm nó ra ngọt, ngọt quá ta. Nhưng mà nóng. Ngọt quá. Rớt cái đầu nóng cái đó. Nóng hả? Rượu chất lượng rượu nhà mình nhắm Thảo à. Mà uống cái đầu nóng cái đó trời. Thảo ăn gì?
em à, em ăn gớt đi. Vậy là này tới rồi đó. Trồng cánh đi, cánh chưa? Tại vì cũng 5 tháng này rồi, nó chạy biết luôn mà. Nè. 5 tháng rồi. Chủ nhà nè, không muốn con gớt đi được. Nè, rượu nóng thì nó đã thông kinh rồi. Rồi, rồi. Đây, con gớt đầy ly luôn. Thì thôi, để tao gớt luôn cho rồi. Thôi anh đó, mày mày đánh đề luôn anh bà coi. Này gót vậy thôi. Cái lông. Nè nè nè. Lông là đánh rồng. Để đi uống từ từ cũng được. Không. Đúng rồng. Lông rồng. Rồng là số 10, 26, rồng đứng. Năm. Em đang ngồi anh. Bàn em bóc. Ai không được cái này lông nữa nó bay, rồng bay. Rồng bay số mấy? Rồng bay là rồng nằm đó. Rồng bay rồng nằm hả? Ờ, rồng bay là 12. Ờ đù dữ đó. Rồng bay 12. Ừ. Bàn sau đánh từ 0099 lên. Đây đây. Đây còn nãy dài dữ quá. Đó vừa mới tính tới luôn đó. Ừ, ăn gì mới ngon mới ngọt. Nó ngon quá. Đâu ly gỗ thứ hai nè, thưởng cho nè. Chưa. Nó phú. Còn can mới được. Đó là cà. Cà đủ mới được. Ly gỗ thứ là cà. Ờ mới uống. Mới uống. Mình nghe chi tiêu mới được. Chỉ cứ đi vòng hoài đó không ai trốn được đâu ơi. Đã chứ. Khi xin nghỉ thôi. Không ai trốn được đâu. Về sớm sớm. Ủa sớm gì ta? Sâm tá. Ăn này giống như ăn bít tết vậy. Dễ cháy nổ á, dễ cháy nổ hồi xưa mình ngậm á à, nó mình, nổ nổ. Không có đó mình làm mình nấu nước mình uống nó cũng còn ngọt. Ừ. Sao nó ra đậm vậy đó tại? Ừ nó ra vậy đó. Ăn này giống như ăn bít tết vậy. Nó ăn đó cũng ngon. Không được cho nghe. Ừ. Ngầm lục lắm. Bữa nay mới khui hộp luôn đó. Năm ha. Năm mới 4 tháng mấy năm. Ví dụ tháng là tốt được rồi mà tại vì không nghĩa là nó sạch luôn rồi đó, nó kẹo luôn. Chai nước mắm ông đem vô đây chắc uống luôn kìa. Có chai nước mắm ở trong cái bị châm vô cái nước mắm vô trứng đi anh. Hồi nãy giờ mình xin mấy cái ghim ha. Có tâm xì găng được không? Có cũng được nữa. Đây nè. Ông đem ra nhỏ có cụ giùm ơi. Nhỏ nhỏ nó đâu biết. Có nhét trong túi quần không? Mua ngủ trong cái quần. Trong cái quần có. Nó đặt đó. Rượu nó chưa chắc đâu. Đi vô cái cây bồ đề chổng á. Ừ, anh biết cái cây bồ đề chổng không? Anh Tùng. Chạy chổng đó. Mở cái túi lấy cái chai nước mắm. Kế bên đó có cái lò rượu. Trang chỗ làm mà. Cho anh miếng giấy rồi. Quán cà phê Tấn Ba Khi á anh. Biết rồi. Ngang qua đó. Chỗ đó là. Lò. Anh mua rượu của ông Hoàng 20 ngàn. Ừ. Anh uống với rượu của bà đó 20 ngàn. Anh uống là anh thấy khác liền. Chứ sao? Ừ. Biết đâu không? Không. Em là thường thường á. Không, em... rượu nếu người ta ủ men ấy rồi tao nấu rồi. Em thường thường á là em chạy vô chổng em mua rượu của bà đó không à. Cái bọc đen đó anh, bọc đen á. Bọc đen bên kia kìa. Chỗ cái chai dưới kìa. Ở dưới mấy cái bịch đường á. Sao ở nhà tôi ăn mấy con này tôi nướng là tôi ăn không có cảm giác. Đó nước tương, cái chai nước mắm cái bên. Rồi đó, chai nước mắm đó. Cô công với bạn bè với là một công mình bỏ ra. Thôi cái nhà mình ăn không được. Thì cứ mở bọc ra đi để không tại nó nhiễm lum lên quán bọc. Đây cây chả nó cũng chín rồi. Dạ. Cây chả. Mình hâm á. Hâm gì mà để hỏi cái ngạt bụng đây nè. Giao rồi trời. Nó mày ăn gì à? Gì? Cháy vô đây vậy? Ờ, cháy vô trứng. Dầm trứng ra làm đói. Cháy vô đây, chung lấy kéo nhắc. Ít thôi, nhiều lắm nha mà. Mắm này hợp cho quắc mua đây hả Long? Dạ, không biết. Mấy cây nó nhìn nó sao sao á. Đi chặt cây như vậy? Làm đũa vậy? Ờ, chặt cây làm đũa. Cho anh nhìn Long. Trời, ra ngoài đồng mà có dịch. Sợ. Ủa coi luộc xả. Trời ơi trời dao ổng đứa này chi nữa. Mồi dơ. Em lát mắt thấy vàng vàng này luôn đi cái mình đưa lên chảnh thăm cho nó vàng lên nữa. Vàng không? Vàng. Không anh, vậy là được rồi. Không, nó chỉ nóng vậy thôi. Vậy ăn mới được. Vậy thôi. Nè vậy thảy lên gác bếp nữa đi. Nó khét. Đâu có mình để yên hình vậy đó cho nó nóng thôi. Đi thảo đi ngoài kia thảo. Ăn hết rồi tính sao nữa. Để mua tiêu đi, mua tiêu đây, mua tiêu đây. Giờ không biết cho đe chế chỗ nào về về đi. Đâu có đó. Xuống đây luôn nè. Đổ là đổ đại đi xuống đây. Xuống đây này sạch mà. Sạch đây. Đổ hai bịch là vừa rồi, chảy lại đây. Còn sợ nữa. Ừ, còn lụm. Thôi được rồi, đừng. Tao luôn con này ngon ghê. Mua tiêu này ngon luôn á, mua tiêu đúng muối ngon á. Lấy đâu rồi? Lẹ đi.
Bây giờ tôi vừa mặn này, tôi vừa gót rượu, sao tôi mặn kẹp? Gần chết đây nè, đây. Rồi qua cho anh Tùng đi, anh Tùng cái gì với cái đó anh hay lắm. Ảo tủ. Vô không? Vô ăn. Mới uống đầu tiên cái tưởng đâu gì uống lộn chân mắm hay vậy. Ảo tủ. Đưa tưởng thôi chai nước mắm mà. Làm gì đó, Thảo? Mềm quá. Đó, lấy mấy cái muỗng mở ra, lấy cái muỗng, bốn cái muỗng ra cho nó hấp anh. Có đâu. Bà. Trời. Tìm tập quá di động rồi cái bên mà hỏi quá. Có muỗng luôn hả? Dạ. Mở cái nắp lên nằm phía trên anh. À, lọt đúng luôn kìa. Này muốn mấy cái. À, muốn mấy cái. Đó, cái bát hoa xanh. Đi với anh tôi là... giờ tôi hết đang quan nha. Sợ luôn nha. Sợ rồi. Tại cả cái thao cái muỗng mà cái đũa bao ông còn có mà có gì không có. Hết thêm hỏi rồi. Ôi. Ô mẹ ơi. Vỏ, vỏ thổi cái bài. Ở trong nhà không chịu đòi ra đồng. Giờ ai cúng giấy hay không vậy ơi. Chưa luôn. Đúng rồi mà. Quá đã. Không có ra đây vậy đó mà ngồi nói chuyện mà cười vui được cái chứ. Đúng, đúng rồi, trong nhà không dám cười, ngại, có chỉ sợ người thức cái bằng kia. Mà tụi em cũng cảm thấy nó phiền nữa. Anh ơi bỏ cái keo đó với cái vô giùm em đi để thôi nó lạc. Bỏ má cái gì thôi, bỏ má cho khỏe. Em ngót ít ít hơn tộc để em uống hết cái uổng. Ủa là nhẹ. À có cái nó nóng quá. Nó uống tới đầu đi tới đó. Các loại muối. Đây đựng keo nữa. Nó nóng nó thấy cái gì nó nóng chặt nó dạ. À, ăn mấy cái xíu rồi bữa sơ sơ chuyện anh em có ăn. Êm mà có luôn hả à? Có còn cái nữa mà có ba cái gì kia bự lắm lấy đại ra đây lấy đại ra đây trước cái này ngoài nào cho nó miếng mì đồ cho nó ăn gấp vịt kìa bỏ vô ăn mì trời mấy ông này hiền học vịt đây nè trời rồi vịt gì vịt 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 được xả gì ăn được cái nữa đó đây chạy lên đây gót để mặn chát trắng chín cái làm hai. Cái nó làm đồ ăn. À, vợ nè, nhỏ này múc cho nó mấy mì cho nó ăn. Cái chén ha. Còn đồ đây. Đây. Nhà em đem hai chục cái chén mũ theo. Đặng miếng. Đứng lên đi dậy vậy. Sáng về nói với má. Đi mà mấy ảnh rồi nướng con. Thương mấy anh em. Cái này mới 12 cũng mưa. Mấy anh nè. Chưa được 1 giờ. Còn có mình mẹ nè, ba chết à. Ủa bữa hổm em lên em tiếp tập quá là anh gặp em phải không? Và mở sáng mở ra vậy là cưng là con chả, của cháu của ông Hoàng cháu nó của ông Hoàng hả cậu hay là chú chả đó anh cắt ra anh cắt anh cắt cỡ như ngón tay nè nhưng mà tròn tròn như ngón tay không ngon chả chả không ngon chả là ngoài đây hết chả rồi chả đem lên đang vàng có vậy đang ngon nè. Ờ vậy đó. Và chả nướng nó liếc lắm ngoài đi nướng nữa. Ngon nhỏ 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 thôi. Dạ hay vậy. Bự quá cũng ngán. Tôi ăn cả chiên rồi. Các kiểu vị má. Trời. Vậy đó hả? Nhiều dạ. Thôi đừng tham quá. Đồ đầu bếp dân cút Thảo. Rồi cái ngày mai nè anh em sáng đi ăn sáng mời lại ăn bún cá với cơm tấm luôn nghe Châu Đốc nha. Chỗ nào anh gần? Chỗ đèn xanh đèn đỏ. Chỗ đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Tân Hồng. Là quán Nhi á, được không mình ăn mấy lần á. Quán Nhi hả? Rồi vậy quán đó tụi em ăn mấy lần rồi đó ơi. Ngon bữa. Mà có ăn bún cá chưa? Chưa. Rồi chưa ăn bún cá là của tôi. Vậy hả? Ừ. Vậy sao anh đó hả? Còn cơm tấm là của ai? Của thằng em. Phải giới thiệu mới biết được ăn chứ. Chứ không ngày lại là ghé. Trời ơi, ghé đó nhiều lần ăn cơm tấm không à? Ủa không biết hả? Mình đắng con vịt đã biết không? Cũng anh em Châu Đốc qua không à. Yeah.
mà cái điểm trắng đó là mục tiêu giờ nhậu ở cái bãi đất nữa đó, bãi đất đó mà hít nha em. Nó không biết mình là bây giờ mới có mấy này làm gì. Trời ơi, chúng đẹp vậy à. Cái đó tại đi về chứ hồi bắn rồi được nữa. Có một chuyện gì vậy? Bởi giờ chiều kêu định vị sẵn đi rồi cái giường nào thì sao. Rồi, xin phép mọi người nha, xin phép kết thúc video tại đây nha. Anh em mình bắt đầu chơi trò chơi đây, bắn ná đây. Ai bắn một uống ly. Cái đụng này bữa nay là em biết phải không? Rồi chào mọi người nha. Mọi người coi mà thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà vô tới đây vừa uống vô tới đây thì nó ngập. Mình hấm chứ nó ngâm đường phèn không đó. À, cảm giác thích nhất là bây giờ là hiện tại giờ còn bốn anh em còn bốn anh em thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ mình bắn giải trí mình nhâm nhi đủ. Ở đây có hai bạn đang gặp cô tiên rồi nè. Gặp cô tiên đây giờ bắn cái bia và nói nha bạn. Rồi được ly rượu rồi đó cái bộ bay rồi. Nó mất tiêu của đầu chạc anh ta. Mày bỏ ban đêm mà thấy đầu chạc nữa. Trúng gì á? Không có trúng. Hay trúng á? Đang vũ rồi. Không trúng mà. Quay bia nè, vũ trúng bia nè. Nè dưới bia vũ. Đây. Cái niềm vui của anh em tụi tôi, cái niềm đam mê là trong lúc này. Vũ nữa. Vũ. Quay gà, quay anh, quay anh. Tên Long nghe mọi người. Long cũng hụt luôn. Trúng. Xéo vào bia ạ. Quá hay vậy trời. Không có chồng nào, không có chồng nào mà bỏ chứ. Đó. Vui 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 nha mọi người. Có ai bắn hụt không ta? Ba mình á. Ủa thiệt gì luôn hả? Ủa nãy Phú bắn trúng mà. Ủa đâu rồi. Phú bắn trúng. Hai thầy trò tôi bắn trúng rồi. Sướt. Tại trước tôi còn nói què là trái nữa đó. Đúng rồi. Sướt tôi còn nói là trái nữa. Xích lại đây, xích qua đây đây. Thấy gì nó hơi lạc rồi đó, không được rồi. Không được rồi, ngồi xích vô đi Thảo rồi. Chứ cái này hồi hai anh em mình chắc gần có bắn trúng gì á. Gần quá. Mày ra xa đi, mày đừng có bắn gần nữa. Thảo chốt cái gì. Đây, giờ còn bốn anh em ngoài đồng nữa các bạn. Đó. Đây. Giết Thảo ơi. Này con Thảo ơi. Chúng nha. Chúng nhà. Quên kìa. Chú ơi con coi lại kìa. Đồ đó mày bồ tao rồi bắt kìa. Chúng nha. Càng trốn xa bắt vô. Mày bắt chúng được con chúng hả? Chúng nè. Chúng cái gì đó. Chúng cây không rồi. Cho bắn lại luôn, Đầu lệch dữ vậy. Đó, thấy không? Cần lại nữa không? Cho cái nữa coi cho lấy được cả. Cho lấy cái nữa luôn. Anh em vui mà vui là chính mấy bạn ơi. Đó, phục chưa? Đó. Đây này, tới tôi cầm thẳng gì lâu vọt. Tới tôi nè. Trời ơi, dây nó đứt một lòng lỗ bự rồi nè. Nhầm gì không được mà. Bình thường. Vẫn chết còi nha mấy bạn. Rồi. Mày đi mày. Bắn ngoài sao vậy?
một lần lắm hai lần nhìn. Đây thấy đã không mọi người, ở giữa cánh đồng mà ngon như con bún này nè, quậy cà phê uống nè, nhậu xong rồi quậy cà phê đi, thì múc thử miếng đi, nếm thử đi. Không, cái này để ba bà túi dừa chứ không. Bây giờ mấy bà trời ngon, có hai bà thôi đó. Con thử dừa uống chưa? Đưa rồi cố uống thử coi. Nè, cà phê đen nè, cà phê bố nè, muốn đưa vô không? Đưa vô nó đắng à. Đưa vô nó bỏ đường á. Đắng. Cãi không được. Cãi không mà trời. Bà bày ha, bày cãi tao nha. Bày đó. Góc phố mà. Sữa. Sữa, bỏ là sữa. Đá đen nè. Sữa không à? Sữa không à? Bà mở cái túi, mở cái túi ra cho lưng lấy cái bình đường đỏ vô cho tao coi. Cho lưng gà. Uống thử cái à. Đủ cãi thật không à? Đủ uống cà phê không được. Giống như thằng kia nó uống cà phê muối không? Quen nhỏ kia nó sợ nhỏ kia nó lại cái hết hồn. Ngon dữ lắm rồi, không có bỏ đường đâu. Ngon, ngon. Ngon rồi. Gặp cái thằng ghiền cà phê cho này nó ngon cái lắm. Không thiệt, anh thử lại ly khác đi anh Phú. Uống hoài mày, bắn trúng mấy chỗ uống mày. Thử gì, thử nhiều vậy hả? Thử chút thôi chứ. Phải không? Đắng luôn rồi. Đắng luôn rồi. Khổ. Ngủ chết. Thảo. Vũ Hai Gô. Đức với còn có đấy, giờ đây mấy anh em tôi vậy đấy. Sớm như anh chị xíu nữa anh em thức dậy xong anh em đi ăn sáng xong rồi đi sáng sẽ làm cảnh nữa ngoài đồng cho anh coi.
Đức nó dậy rồi kìa.